Việc sử dụng thuốc hóa học, sinh học để trừ sâu được nông dân ưu tiên áp dụng vì những tiện lợi, tác dụng của nó. Song, vì thiếu kiến thức khoa học chuyên sâu, phần lớn bà con sử dụng theo kinh nghiệm nên còn hạn chế. Xin bà con lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng thuốc đến ngưỡng. Khác với bệnh hại cây trồng, sâu hại là những đối tượng sinh vật bằng mắt thường có thể nhìn rõ, nên ta biết khi chúng xuất hiện trên ruộng đồng, mật độ nhiều hay ít, nông dân có thể đếm được. Chính vì vậy, nguyên tắc đúng là phải trừ sâu khi đến ngưỡng là mức sâu ở mật độ đó làm sụt giảm năng suất cây trồng. Không phòng sâu hay cứ nhìn thấy có sâu là phun, hoặc khi sâu gây hại xong rồi lại đi phun thuốc quá muộn, lúc sâu đầy sức hay đã vào nhộng. Chọn thời điểm sâu dễ chết nhất để phun thuốc, đó là lúc sâu non tuổi còn nhỏ, sâu mới nở nên không có khả năng kháng thuốc. Muốn biết được đúng thời điểm này, việc làm cần thiết là thăm đồng theo dõi bướm. Ở đa số các loài sâu, bướm vũ hóa và đẻ trứng 2 đến 3 ngày, pha trứng thường kéo dài từ 6 đến 10 ngày. Hạn chế bổ sung các chất khác không có trong hướng dẫn của nhà sản xuất khi pha thuốc. Nhiều nông dân khi đi phun thuốc sâu thường có thói quen và truyền tay nhau cho thêm rượu vào bình thuốc đã hòa để làm sâu chết nhanh, vì họ cho rằng sâu bị say rượu nên dễ chết hơn. Hoặc khi phun trừ diệp sáp, nhiều người có thói quen thêm xà phòng vào bình thuốc để lớp sáp trên bình diệp dễ phá vỡ. Những thói quen này đều sai khoa học và làm cho hiệu lực của thuốc bị giảm đi. Vì thế, khi hòa thuốc sâu vào bình để phun không nên trộn hai thứ dung môi trên. Chỉ sử dụng rượu trong trường hợp hòa thuốc đít tết để trừ bỏ xít, vì thuốc này rất khó tan trong nước nếu hòa đơn lẻ thuốc. Muốn thuốc tan nhanh hơn nên hòa thuốc vào khoảng 1 lít nước trước rồi đổ khoảng 20ml rượu trắng vào dung dịch thuốc đã hòa, khuấy tan đều rồi đổ vào bình và cho thêm nước đến mức quy định. Chú ý, các loại thuốc trừ dày diệt hiện nay do các công ty khi sản xuất thuốc đã cho các dung môi có lợi cho việc trừ sâu sẵn vào trong thuốc để diệt sâu hiệu quả hơn. Vì vậy, nông dân không cần phối trộn thêm thứ gì khi phá thuốc. Khác với nhiều loại sâu khác chỉ phá sâu non mới gây hại cây trồng, các loại dày, dẹp và bọ nhảy thì cả hai pha trưởng thành và sâu, dày non đều có khả năng gây hại. Cho nên, khi phun thuốc trừ bọ nhảy, nông dân cần phải cùng lúc diệt cả hai pha này phun thuốc trên thân lá, đồng thời phun đẫm cả gốc. Để phát huy hiệu lực của thuốc và làm sâu không kháng thuốc nhờn thuốc, nông dân cần phun vào chiều mát hoặc vào lúc tạnh ráo. Đồng thời, cần hòa thuốc đúng theo hướng dẫn ghi trên bao bì, không nên tăng nồng độ, liều lượng sẽ làm cho thuốc dần dần mất hiệu lực sâu kháng thuốc. Khác với thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu khi phun cho cây trồng có thể phối trộn được với phân bón lá có chứa đạm nhằm một mặt diệt sâu, mặt khác bổ sung dinh dưỡng cho cây nhanh hồi phục sau khi bị sâu gây hại. Một số loài sâu có tính kháng thuốc cao, bọ nhảy, dày, dẹp, nhện đỏ, cần phun kép hai lần cách nhau 3 đến 4 ngày mới có hiệu quả. Riêng loài bọ nhảy có khả năng bay nhảy nhanh thì khi phun, người phun cần phải đi theo đường vòng xuyến xoáy chôn ốc để dồn bọ nhảy vào giữa sẽ diệt được nhiều hơn. Một số loài sâu thì pha gây hại lại nằm sâu trong thân, lá cây sâu đục thân, rồi đục lá, sâu đục quả. Cần lựa chọn các loại thuốc trừ sâu có tính nội hấp và lưu dẫn mới diệt được sâu triệt để. Không nên phun thuốc trừ sâu khi phát hiện cây bị sâu hại quá muộn. Ví dụ, thấy rồi đục lá cả chua thành các đường ngoằn nghèo, nhưng quan sát trên lá cây không còn rồi nữa thì coi như đã muộn, không nên phun nữa.